Là hôm đó em bị dụ. Trước khi đám mấy cưới? Tháng? Ở khoảng hơn 2 tháng. Là hôm đó sinh nhật của anh ấy là em có làm bánh kem đi ăn để chúc mừng sinh nhật, nhưng anh có dụ là em ơi ở đây gió lắm, thổi không được nến đâu. Em ơi đi vào đây thổi nến. Đi vào thổi nến nhưng mà thổi xong anh không ăn. Anh lại ăn cái khác. Xin chào hai bạn. Trước tiên là xin chào anh chị. Em tên là Nguyễn Sĩ Tài. Năm nay em 29 tuổi. Quê em ở cùng với cả quê chị Hồng Vân. À Bắc Ninh hả? Dạ. Nghề nghiệp em là kinh doanh, sản xuất và bán nguyên vật liệu khẩu trang luôn á. Nhưng mà bây giờ là em đang làm việc ở đâu? Đang làm việc ở quận Bình Tân, Hồ Chí Minh. À vậy hả? Nên đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Và chào quý vị đang xem đài ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hương ạ. Em năm nay 24 tuổi ạ. Hương 24 tuổi luôn, đúng không? Dạ. Thúy Hương là chị biết rồi, đó là Thúy Cải, Thúy Hương là quan họ. Quan họ Bắc Ninh chúng tôi đấy. Thúy Vân, trên Thúy Cải quê đi hương của anh hỏi đó. Quê chị có bài hát mà quê núi sập em không có ta. Không lẽ là trên quê hương núi sập ư? Câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu từ đâu? Đầu tiên là vợ em á, mẹ vợ em dẫn tới nhà em tới chơi thôi. Nhà em là sát nhà anh của chồng em, mới biết là mẹ của chồng em với mẹ đẻ em là hàng xóm. Mới dẫn mẹ em sang để chơi, để hàn huyên với cả bà cùng quê đó. Lần đầu tiên em gặp cô này thì em có ấn tượng gì không? Mới đầu em gặp thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Sau rồi các bố mẹ rồi này anh bảo là thôi quen con bé đó được đấy. Thì hồi đó em cùng với em đi làm xây dựng ấy, thì em cũng ít tiếp xúc với nữ lắm. Em là em chở mẹ em qua nhà anh này thôi. Nhưng mà em có ấn tượng gì không? Dạ có. Em là ấn tượng luôn. Ấn tượng không phải ấn tượng tốt. Trên cầu thang xuống mặc cái áo ba lỗ mà sao nó lại lủng lủng phải chỗ đấy. Xong sau đó là em cũng biết hai bên gia đình hoặc là hàng xóm nó trêu rồi. Đi về rồi xong vài hôm thế đi sang. Qua nhà em thì nhà em làm nghề mà, em làm nghề in vải. Cứ qua là cứ sấn vào tự đòi trải vải, hỏi em làm này thế nào thì là làm cùng. Từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Ôi nhiệt tình quá vậy. Em ngày nào? Em đi làm rồi xong tối về là em tối về cái là em tắm rửa xong ăn vụ ít vàng xong em sang trải vải đến 12 giờ đêm xong sáng sau lại đi làm tiếp. Mưa cũng sang. Chứ không là làm không lương đúng rồi đấy. Có nghĩa là một tuần hình như 7 buổi là như em qua cứ có lâu lắm có việc gì bận lắm thì em mới ở nhà thôi. Còn không hầu như là qua đủ 7 buổi luôn. Chủ nhật là nghỉ là sáng ở nhà là sẽ lau dọn nhà cửa xong là chiều ăn cơm xong là chiều sang em. Ăn làm xong là tối đến bữa tối lại chạy về nhà ăn cơm. Chạy nhà ăn cơm xong lại chạy sang em làm tiếp. Nghĩa là đấy, nhiệt tình quá. Ăn cơm nhà mà vác tù vàng đóng là ông này đây. Hay đi chơi được nhiều không? Từ đầu năm đến giữa năm là cũng ít đi chơi lắm chị. Quen thẳng độ 4-5 tháng mới được nắm tay. Chính xác là bao nhiêu lâu thì yêu nhau chính thức mà coi như là bố mẹ biết luôn? Tại vì cứ ngày nào anh cũng qua vậy á. Thì tình dần dần hai vợ chồng bắt đầu có tình cảm nó gọi là như một thói quen rồi. Giống như là ngày nào em cũng thấy ảnh hết chứ. Đúng rồi ạ, hôm nào mà không sang ví dụ 8 giờ mới làm về đến nhà. Hôm nay em ơi, hôm nay anh mệt quá. Chắc anh không sang em được đâu thì em sẽ nhắn tin là vâng. Sao em lại để điện thoại một chỗ em không nói gì hết. Ví dụ bình thường em nhắn tin á, mọi hôm trả lời tấp lập lắm. Hôm nào mà kêu em kêu mệt không sang được đâu, nhắn tin là má không trả lời luôn. Thế là em phải mò sang. Còn là phải cô như bẩn cỡ nào cũng phải mò sang. Em nhắn tin tiếp mà không thèm trả lời luôn. Thế là xong là lại phải thôi sang, nhớ lại sang. Nhưng mà đến là nhớ mới sang thì em đâu có làm gì đâu, em cũng trả lời là vâng rồi. Nên là anh nhớ có anh sang anh thiệt chứ. Anh kêu ai? 4 tháng mà em gọi là yêu. Được đâu 2-3 tháng sau thì em bảo là bố mẹ em đem chầu cao xăng luôn. Này thế nào các bố mẹ em á thì có ngày đến tận tháng 12 cơ. Mà tâm lý là bây giờ lâu quá em chịu không nổi. Không gần... chịu nổi tại vì nó không cho nắm tay, không nắm gần... chân, nó lại bắt nhịn đúng không? Tháng 12 đến còn âm còn dương là sắp tới tháng 1 là mà vợ chồng em là đăng ký kết hôn đó. Là vào 20 tháng 10, 28 tháng 1 cưới là mới đưa vợ em về. Mà lúc đấy khó chịu, tâm lý khó chịu lắm. Trời ơi đi mà bây giờ cứ căn giờ phải về. Khó chịu lắm, không những cái ngày quá. Cuối là anh ấy tấn công rất là. Anh gọi điện là em ơi hôm nay tối em có làm không? Thì em bảo là không em không có làm đâu. Hôm nay phải tăng ca rồi chắc anh không về được. Vâng anh tăng ca đi. Thế nghĩ thế nào đến lúc tối lại thôi bỏ tăng ca lại về nhà. Sợ em ở nhà rảnh rỗi thế nào lại về chở em đi chơi. Đến lúc tổ chức đám cưới rồi là hai vợ chồng viết thiệp đi mời đám cưới. Là chồng em rất có duyên. Chồng em dẫn em đi mời bạn đi đám cưới. Nhưng mà vừa mời bạn xong ra cửa. Em ơi bé này ngày xưa thích anh đó. Làm một rồi cái mốt liền. Không ạ em để ghim. Em để ghim đó. Cưới nhau về rồi hai vợ chồng đi ăn súp cua ở cái đường đó. Em ở cái đường này đồ ăn ngon lắm. Ngày xưa con bé bạn học kia mày cứ nó cũng thích anh đó. Ở ngay đây này. Trời ơi ăn hết lỗi luôn nhưng mà em ghim. Rồi giờ đi về đến nhà. Hai lần giờ lấy nhau về rồi. Anh ngày xưa anh thích cô đó hả? Một chứ không nó thích anh mà. Ừ nó thích. Thế anh có rủ nó đi đâu chơi chưa? Có đi uống nước không? Em là em nói rất nhẹ nhàng. Em khơi cho hết. Khơi ra bằng hết. Lúc khơi hết rồi em mới xử. Ngày xưa dám đây này à. Em mới nhéo. Mới như thế này. Em mới
lúc bắt đầu em moi này, em moi rất nhỏ nhẹ thôi, nhưng mà sau moi hết rồi em mới xử lúc từ từ. Thì xử mặn. Vợ em cứ bảo là anh có cái gì xấu em hay thành thật khai hết đi. Đấy là em cũng thật thà em khai hết rồi. Rồi bây giờ cưới nhau về rồi lâu lâu có bị hớ không? Thỉnh thoảng cứ gài gài chuyện cũ, hôm nào mà chồng không có việc gì ông bắt đầu có tật mê gái. Ông ấy có tật mê gái. Là gái đẹp mới đi qua là kiểu gì cũng phải nhòm phát. Kiểu gì cũng phải nhìn phát. Nên là em quen rồi, bây giờ là cứ gái đẹp. Ủa anh ơi, gái đẹp kìa kìa. Gái đẹp kìa. Để em chỉ cho nhìn luôn. Mít là giờ không dám nhìn. Thôi nói chung là ông sợ. Chỉ em nhìn xong lại còn cấu em nữa chứ. Hai em coi như là cưới nhau được tính mà 2 năm 6 tháng. Và cái đêm tân hôn là rất là đặc biệt đúng không? Vì á, cô này là rất khó. Anh nghĩ là chắc các bạn là để dành cho đến đêm tân hôn đúng không? Không, dạ không để dành thì thực tế là không. Với hôm sinh nhật của em nào vợ chồng em đã trước đấy rồi. Là hôm đó em bị dụ. Trước đám cưới mấy tháng? Khoảng hơn 2 tháng. Là hôm đó sinh nhật của anh ấy là em có làm bánh kem đi ăn để chúc mừng sinh nhật. Nhưng anh có dụ là em ơi ở đây gió lắm, thổi không được nến đâu. Em ơi đi vào đây thổi nến. Đi vào thổi nến nhưng mà thổi xong anh không ăn. Anh lại ăn khác. Sinh nhật hai đứa thôi. Và em bảo là ở ngoài này thì bây giờ trời sáng này thì thổi nến thì đâu có thú vị gì đâu, thì phải có chỗ tối thì mới thổi nến được. Thì thôi em bảo là thôi thì cứ vô lại đây thì thổi nến thì có gì ấy, mà mình cùng ăn sinh nhật chung. Thì hồi đó là thứ nhất là bố mẹ em cũng thứ nhất là đem chầu cau qua rồi nên là cũng hỏi rồi, nên là cũng không phải là mình quen biết thông thường thôi. Nên là lúc đấy là bánh kem thì cứ chọi nhau xong rồi nó cùng có ăn bánh kem đâu, toàn ăn thế là cũng lãng mạn quá còn gì nhưng nữa. Nhưng mà khó chịu lắm chị ơi. Sao khó chịu? Ơi. Tại vì có em rất là khó, em chỉ cho đi giờ đi chơi đến 10 rưỡi. 11 giờ là phải trở về đến nhà. Lúc đấy này còn phải cái bánh kem này nọ vô đấy chỉ được có tiếng hơn tiếng này phải về rồi, mà tâm lý anh bảo mới mà khó chịu lắm, một tí thế đâu có được đáng là bao nhiêu đâu. Vợ chồng em mà phải chờ đến cái hôm tân hôn là mới được về chung với nhau. Là đến hôm đấy mà có mấy hôm là vợ chồng em làm gãy cái thang sườn. Đêm tân hôn hay sao? Mấy hôm. Có nghĩa là lúc mua về giường về thì em là để đến đêm tân hôn, nhưng mà mấy hôm sau em phát hiện ra là gãy thang giường rồi mà không biết là gãy lúc nào. Gãy mà đến nỗi hai vợ chồng sợ quá, phải đợi bố mẹ sợ chồng phải đi đâu không có nhà mới dám đem đi dục. Đem đi dục chứ không sợ lúc đấy em hiện ra thì xấu hổ lắm. Thế là phải giấu. Đấy là em nhịn biết bao nhiêu ngày tháng rồi đấy. Chùa trước đi thì đâu có thời gian thế đâu. Chế mà đúng không? Chế lắm. Anh này đi chơi với em là đi lừa đường là lựa toàn chỗ nào sóc để đi vào thôi. Lựa sóc xong rồi để đi để xe nổ xăm. Sóc để chờ. Mà xe có một cái tật là xe mà đi mà gần hết xăng không bao giờ chịu đổ. Đi qua cây xăng nhưng chưa cái xăng này nhỏ. Và đi tiếp luôn này. Ôi quên không đổ xăng rồi. Đi qua mà may sao mà chúng em quen nhau 1 năm mà xe đi lúc nào đi cũng trong tình trạng hết xăng, mà may là chưa bao giờ phải dắt bộ. Em toàn dọa là nếu mà phải dắt bộ là em ngồi trên xe mà anh đẩy đó. Thôi bây giờ là sẵn đây nói luôn tật xấu đi. Từ lúc cưới về tới bây giờ là anh ấy bao nhiêu tật xấu lòi ra? Ngày xưa là chiều chuộng em nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Đi chơi đúng không? Dạ. Bây giờ bớt chiều rồi, chiều bớt lại rồi. Giờ bây giờ cũng bớt chiều lại rồi à? Tại vì bây giờ là chúng em mở nghề ra là cũng nuôi vô công việc lắm, cũng không có thời gian. Ai ông nào thế? Áp lực đè lên chồng em thì chồng em này em lại có con nhỏ nên nhiều khi thành ra hai vợ chồng hay cãi nhau. Thời gian này vợ chồng em mở cái xưởng thêu. Em vừa buôn bán khẩu trang nguyên vật liệu, em lại còn có một xưởng thêu nhuộm quần áo trẻ em nữa, người lớn nữa. Vậy cũng không phải là tật xấu. Có mê em không? Có mê cái gì ngoài vợ không? Hay ghen. Trời ơi, ví dụ như em mà đi ra ngoài em có bộ đồ mới hoặc là em trang điểm một tí là đi ra ngoài là em đi đâu vậy? Em đi một mình hả? Đi ra ngoài không có được nhìn người khác nha, không được nhìn thằng khác nha. Lúc nào vợ đi ra ngoài nó cũng đe câu là không có được nhìn thằng khác nha. Em chỉ trêu là đi ra ngoài có chồng mới được mặc váy ngắn. Em mà đi một mình là không cho em mặc váy, phải mặc quần, phải mặc áo khoác. Mà còn có chồng thì được. Có chồng thì mặc cái gì cũng được, đi đâu cũng muốn rủ vợ theo hết. Em đi đâu là hai vợ chồng cũng tắm chung. Rất là hay giận. Ngày xưa hai vợ chồng mới lấy nhau về mà em ở nhà thì em tắm trước, đi về hỏi em tắm chưa, em tắm rồi, thế là giận. Dỗi vô cỡ ngay và liền. Giận luôn. Rồi ở nhà có chăm con không? Có chăm con, nhưng anh có cái tật anh hay cắn lắm. Ngày xưa em hay cắn anh, bây giờ lấy nhau về em không cắn nữa, bây giờ anh chuyển ra anh cắn em. Anh cắn em xong anh cắn con mà đến nỗi con nó sợ, nó không muốn chơi với anh luôn á. Em hay me mông, nuôi con vào mông hết, thấy mông cưng quá là cứ về là cứ thích cắn mông không à. Ông ấy cắn mông con mà mẻ răng luôn á, thật sự mà nói á. Rồi em muốn chồng em thay đổi cái gì không? Em muốn chồng em lãng mạn hơn một xíu, chiều em hơn một xíu chiều và... Giống như hồi xưa phải không? Dạ, thỉnh thoảng thì em muốn thay đổi chồng em là ít bớt chơi game lại. Tại vì bé nhà em đang trong cái tầm tuổi mà nó học hỏi, nó quan sát nó mấy tuổi?
Nó được gần được 2 tuổi ạ. Hai vợ chồng cùng chỉ bảo con, cùng dạy con thì nó sẽ có cái tình cảm với ba nhiều hơn. Thay vì ba dọa cắn nó thì ba hay dạy nó nhiều hơn. Ba dọa cắn là nó chạy đi mất tiêu chứ nó không có gần ba. Rồi giờ tới em đó. Thì cô nào? Ấy có tật xấu gì? Vợ em này tật xấu. Trước thì bát đũa là tinh tươm lắm. Lâu ngày sinh ra cái tật là chén bát là toàn để đến hôm sau mới rửa. Bát đũa rồi quần áo thì ví dụ như là giặt xong thì hôm nay giặt là mai mới phơi. Em đánh giá là vợ em là chăm con cẩn thận. Còn gì nữa không? Chu đáo rồi. Ngày xưa bầu đánh giấm thối kinh khủng. Trời ơi, vô trong vào cái nhà tắm ạ. Mà bà làm 5 quả trong đó mà hai vợ chồng em tắm chung. Thôi rồi em chết sạc luôn. Mà em muốn chui ra bà đâu cho chui đâu. Bà chốt rồi bà căn cửa bà không cho em ra. Trời ơi, em bảo trong đấy là có nghĩa là nó không quay đi đâu được. Nó không bay gần đi được. Chết rồi. Cái không gian nó rất là nhỏ. Vâng, không gian rất là nhỏ, không bay đi đâu được. Em bảo là thế này, cái lần này chắc phải nhắc đến già đấy các đời các cháu thôi. Chứ không này sợ lắm. Rồi giờ nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì? Thì em chỉ mong muốn là vợ em này là nhất là yêu thương chồng nhiều hơn. Mới lại bát đũa thì ăn xong thì rửa liền, quần áo thì phơi liền thế thôi. Nghĩa là làm gì là làm hết luôn, làm hết không luôn, có để không để dành, không để dành việc. Thế thôi. Còn mọi thứ thì nói chung là em tật xấu khác thì em cũng chịu được, kể cả vấn đề mà thả bom này em thả cũng bom. Quen được. Không, không, không phải giờ chịu thôi. Quen chịu thả bom thì không sửa được. Coi như cái đó, cơn lên mà không. Bây giờ em bớt lại rồi. Bây giờ em không nữa mà bây giờ thành chồng em. Là đó, em với con em là đang nằm trong phòng cùng chồng em, xong rồi đắp chăn mà chồng em đã thả nhưng mà thả xịt, xong rồi hãy tức là một cái là bom bi, cái bom B52, nói chung là bom nào cũng là bom, sợ quá. Không, nói nghe nè, chắc là em mệt cái gì em mới không có phơi liền hay là rửa chén đúng không? Dạ là con gái con nên là đảm lắm. Nhớ hôm mà cho con đi ngủ xong cái em mệt quá em nằm ngủ mất tiêu không biết luôn á. Là thành ra công việc này để sáng sớm hôm sau là khi mà chồng em với con em vẫn còn ngủ này em sẽ xuống em dọn. Thì chồng em là không muốn là sáng sớm xuống dọn, là chồng em là muốn là phải dọn ngay để sáng hôm sau thì ví dụ cả nhà hai vợ chồng cùng dậy á, sáng sớm mới này em xuống dọn thì còn chồng với con thì chồng ngủ dậy không thấy vợ thì khó chịu đúng đã, không? Có cái tật nữa là ngủ lúc nào cũng bắt em phải gác. Gác mới ngủ được, còn em mà không gác là không ngủ được. Thành ra là 1 năm, 2 năm trời là thành ra tạo cho em cái thói quen. Là bây giờ hai vợ chồng mà có cự lộn cãi nhau á, mà đêm em không gác này là em ngủ không ngon. Em cứ quay ra vào một ông này thì ngay ngay ngủ luôn, ông này ngủ luôn. Nhưng mà em thì lại không gác không chịu được nữa rồi. Bây giờ thành em không quen rồi. Được. Có nghĩa là em chỉ thích vợ em gác thôi. Có nghĩa là hai vợ chồng ngủ là phải gác hoặc ôm nhau. Em nhưng mà con em là nó ngủ riêng hay là ngủ chung? Con em ngủ chung với hai ngủ vợ chồng luôn. Coi nào gác lộn qua nó không? Dạ không ạ, bé là nằm một nửa giường còn hai vợ chồng, nhiều khi đó em nằm gì xong em đẩy chồng em ra xuống đất luôn. Vợ nó mệt quá thì thôi mình dốn cho vợ. Chồng em rửa xong em vẫn phải rửa lại à, nên là thôi cứ để luôn đi. Còn đồ thì không phơi nó bị hôi, giặt dạ. Nó không có thơm, dạ. Vậy thôi. Dạ. Cái đồ quần áo thì là chỉ có hại cho mình thôi, có là mai nó không có thơm thôi. Dạ. Còn chén đũa thì dốn phải được thì dốn. Giải quyết luôn. Dạ. Gớm cả đêm ông lên ông la ông liếm sợ lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Thế thôi. Qua chương trình thì vợ chồng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ hai bên. Khi mà vợ chồng con mới lấy nhau thì cũng có cháu sớm nên là cũng có nhiều cái hay bị lục đục. Hai vợ chồng hay cãi nhau thì khiến bố mẹ cũng hơi buồn và vất vả. Thì vợ chồng con cũng xin lỗi bố mẹ và sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn và để chăm cháu tốt hơn. Để hai vợ chồng hạnh phúc để bố mẹ không phải lo lắng. Con muốn thông qua chương trình con gửi lời cảm ơn người mẹ đã sinh ra con. Con yêu thương mẹ nhiều lắm. Con chỉ muốn nói với một điều là mẹ ơi, con mãi mãi vẫn là con ngoan của mẹ. Con không phải để cho mẹ suy nghĩ nhiều về con. Trời ơi, cảm ơn tụi em cảm nhiều nha. Cảm ơn hai em nhiều. Chúc tụi em hạnh phúc hoài nha. Dạ. Vô nhà nghỉ thì em cũng sợ rồi, em một mình gái đơn thân đó anh. Ma nó ghét luôn. Nên là em gọi lại em trông chừng vợ em. Thì là đối em đó thì hai đứa chỉ nằm lần đầu tiên thì em cũng không có cảm xúc gì mấy anh, tại vì em cũng lần đầu tiên mà cũng chưa làm ăn được gì nhiều. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay tiếp theo để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời ơi nhìn trẻ quá, rất là tin nha. Rồi chào hai em, mời hai em giới thiệu về mình. Em tên là Thái Minh Tân. Dạ, em sinh năm 1992.
Trời đất ơi, ông 27 tuổi, tôi tưởng ông con nít ông đi lấy vợ ông ơi. Tuổi 19 tuổi không á. Ờ. Dạ. Rồi. Thì em hiện đang làm chuyên viên bất động sản ở Sài Gòn. Giờ em quê gốc thì ở Bình Định nhưng mà nhà thì chuyển lên Gia Lai sống khoảng 10 năm. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Huyền, năm nay em 26 tuổi và em hiện tại em là nhân viên kế toán ạ. Ủa rồi cả em quê đâu? Dạ, em quê ở Quảng Bình ạ. Quảng Bình, Bình với Bình Định không có liên quan á nha. Quảng Bình với Bình Định nó giống chữ Bình. Cái ở cái miền Trung, cái túc miền Bắc đúng không? Dạ. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ, tụi em gặp nhau là do nhà chồng em là sát nhà cô em ấy. Rồi em vào nhà cô em chơi. Chị Hồ của em ấy mới dẫn em qua nhà anh giới thiệu đây là em Hồ ở quê mới vào. Ở nghĩa là ở Sài Gòn hay là ở dạ, ở Gia Lai. Gia Lai dạ, đúng không? Ở nhà đó. Chồng. Là hai đứa bây giờ ở Gia Lai hay là ở ở đây? Dạ, hai em thì hiện đang làm ở Sài Gòn đây. Gặp nhau thì ở Gia Lai, lúc đó thì em còn đi học trung học phổ thông. Vậy là biết nhau cũng lâu hả? Dạ. Hè 11 của anh, còn em lúc đấy thì em nghỉ học rồi. Lần đầu tiên em nhìn thấy cô gái này chắc chắn là dạ, là thích cổ đúng không? Lúc đấy em ấn tượng vợ em thì vừa đen mà vừa xấu. Người ta nói là vậy thì thành công anh. Còn em thì sao? Ổng có vừa đen thì sao không? Dạ không, anh thì cũng dễ thương nhưng mà lần đầu tiên em gặp thì cũng không có ấn tượng gì hết. Tại vì anh cũng nhỏ nhỏ con, với lại lúc đấy anh đang phù hồ tại vì là nhà đang xây nhà bếp. Nên là anh mặc áo sơ mi nhưng mà cái cúc ở đấy anh không có gài. Nhưng mà em thì em thấy đàn ông mà không gài cúc ở đấy là em ghét lắm nên em không có ấn tượng gì hết. Hai gia đình qua lại một thời gian em qua sang chơi vậy thôi. Cái cách ứng xử của anh em cũng mến, chỉ đơn phương thôi, em thích vậy thôi. Ủa rồi anh có biết là em mến anh không? Dạ không, lúc đấy em không. Dạ, tức là hai bạn biết nhau thời điểm đó rồi sau đó có yêu nhau không hay là tách xa không. Nhau một thời gian rồi mới yêu trở lại? Không, hay lúc như đấy nào? Là em về quê luôn. Em về Quảng Bình rồi á, cắt đứt luôn. Một năm sau anh học xong lớp 12, anh thi đỗ đại học. Thì ba mẹ anh ấy mới mua điện thoại cho anh. Khi mà vợ em đi về ngồi đấy thì có để lại số điện thoại. Có điện thoại thì lúc đấy em chưa có số điện thoại của ai hết. Chỉ mình lấy số là có điện thoại mừng quá. Phải dạ. Kiếm người nói chuyện. Dạ, chỉ là kiếm người nói chuyện mà thôi chứ em cũng không có ý định gì hết. Dạ. Là lúc đó là cô này đã có di động rồi. Dạ, do hồi đấy em nghỉ học sớm nên em đi làm nên em có di động sớm. Còn anh... Mà chị hỏi lúc đó là em nói tiếng Quảng Bình đúng không? Dạ, em nói tiếng rồi Quảng Bình. Rồi em có hiểu không? Dạ không, thực tế thì lúc đấy vợ em mà nói thì em chỉ ngồi em cười thôi. Dạ. Là thôi. Dạ, với hai đứa ngồi bên nhau thì sẽ nhắn tin điện thoại qua lại. Dạ, nhắn tin là còn hiểu nhanh đúng không? Dạ vâng. Chứ nói chuyện qua điện thoại là coi như là mạnh ai nấy nói. Dạ. Lần đầu tiên em gặp chồng em cũng không hiểu tại vì chồng em nói tiếng Bình Định mà. Ổi thì nói là là nội mà cái tiền mà để hiểu để cái thời gian mà hiểu nhau chắc cũng tốn lắm mà đúng không? Nói chuyện với nhau qua điện thoại là mấy năm thì mới gặp lại nhau? Lúc đấy em về Quảng Bình xong rồi em vào Đồng Nai em làm công nhân. Em lúc đấy thì em học đại học. Học đại học ở ngoài ngoài giờ ngồi Bình Định luôn. Bình Định. Tối nào tụi em cũng nhắn tin trò chuyện trao đổi với nhau thì em thấy vợ em thì đi làm rồi thì em cũng đồng cảm với vợ em. Thì bắt đầu em cảm thấy là em thương vợ em. Thì sau đấy thì em tỏ tình qua điện thoại. Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Dạ. Nhưng mà lúc đầu thì vợ em thì cũng không đồng ý. Vợ em nói là thôi làm anh em bình thường đi như trước giờ đi. Bao lâu thì mới đồng ý? Chắc hơn tháng thôi anh. Làm giả thôi mà trước đấy mình thích rồi mà. Tụi em là yêu xa. Dạ, yêu xa. Yêu xa bao nhiêu năm? Yêu xa gần 8 năm anh nhỉ. Lần đầu tiên mà hai đứa gặp mặt sau khi mà em về Quảng Bình á thì là mấy năm? Thì gần 1 năm sau. Gặp nhau ở đâu? Ở Bình Định á chị, ở Quy Nhơn. Thân gái dập trường về Quy Nhơn thăm ảnh. Rồi có ở lại không em? Dạ có, ở lại một đêm. Ở lại một đêm, rồi đêm đó em ngủ ở đâu? Em ngủ ở nhà nghỉ. Anh thuê nhà nghỉ cho em ngủ. Rồi ảnh có vô ảnh coi chừng cho em ngủ không? Dạ có. Vô nhà nghỉ thì em cũng sợ vợ em một mình gái đơn thân á anh. Ma nó nhé. Nên là em ngủ ở lại, em trông chừng vợ em. Thì là tối hôm đó thì hai đứa chỉ nằm... Đêm đấy thì hai đứa chỉ nằm ôm nhau ngủ thôi. Em vào thăm anh Tân thì cứ một năm là em vào 3 lần. Em quen anh thì anh đang học đại học thì em thấy mình làm công nhân mình cũng không xứng. Nên là em quyết định em về Huế em học lại cấp phổ thông 3 năm. Sau khoảng mười mấy lần mà ngủ chung nhưng mà không làm gì được. Không, không à. Thì bữa đấy thì em đánh liều luôn. Lần đầu tiên thì em cũng không có cảm xúc gì mấy anh. Tại vì...
em cũng lần đầu tiên mà cũng chưa làm ăn được gì nhiều. Sau đêm đó là em nghĩ em cảm nghĩ như thế nào? Chắc chắn là em sẽ lấy vợ em. Dạ. Sẽ cưới vợ em luôn. Mình. Dạ vâng. Hai đứa yêu nhau tới 8 năm. Dạ. Dạ vâng. Có biến cố gì trong lúc mà yêu nhau không? Lúc đấy là em sinh viên năm cuối năm 2 thì anh nói chia tay. Lúc đấy anh đang làm ở Sài Gòn thì em không đồng ý, tại vì em nghĩ nếu mà anh đã suy nghĩ anh đã ngủ với em rồi thì anh phải lấy em thôi. Nên là lúc đấy anh vào Sài Gòn anh chia tay em thì anh khóa Facebook, Zalo, anh chặn em hết, chặn số điện thoại, chặn hết. Lúc đấy em chỉ điều tra qua anh em họ của anh là anh ở quận 8 ở đường Phạm Thế Hiển. Thì ngày đấy em mới nhận tiền lương, tiền làm thêm thì em không biết anh ở đâu hết. Nhưng mà em nghĩ em vô em lục tung cái Sài Gòn luôn, em tìm ra cho bằng được anh. Cuối cùng có kiếm được không? Dạ có. Tối mà em lên xe thì em vẫn chưa biết anh ở đâu, em cũng không quen ai hết. Thì em lập cái Facebook mới thì em vào tường của em thì em thấy anh thay đổi hình đại diện ấy. Thì có một cái anh kia, anh vào anh bình luận thì em nói về công việc thì em nghĩ đây là làm cùng công ty. Thì em thay cái hình đại diện thật đẹp, em kết bạn với anh đấy. Xong rồi em nhắn tin qua lại với anh đấy. Xong rồi em mới kể vậy á, em kể là em đang vào tìm anh này. Em nhờ anh ấy giúp. Lúc đầu anh ấy cũng không giúp. Xong rồi em khóc lóc, em kể là em bắt anh ấy phải chở để em đi tìm anh Tân. Chở qua bên công ty em luôn thì em đang làm thì em nhìn ra. Em nhìn thấy cái dáng ai quen đi ngang qua lưng em nhìn thấy dáng em... Sao cảm cái giác cũng hơi rùng rợn. Hơi rùng rợn. Rồi sao thấy cái dáng ai quen chạy không? Quay lại thì em thấy dạ. Lướt qua như một bóng ma vậy đó phải không? Hơi nhụt nhạt rồi vậy đó. Nhưng mà chị hỏi là lý do gì mà lại chia tay? Em quen vợ em á thì ba mẹ em biết. Thì mẹ em thì cực kỳ phản đối. Lý do vì, là? Vì vợ em ở xa quá. À, sau khi mà em phải buộc lòng phải nghe lời mẹ thì lúc đó có thêm một lý do nào khác nữa không? Ví dụ như là em có người khác. Thì là có một cái cô bạn và học chung thì là cô ấy thì mới chia tay người yêu thì là em nhắn tin em hỏi thăm này nọ thì là cô lại mến em, vợ em thì cũng biết được cái chuyện đấy, biết luôn. Dạ đó cũng là một lý do luôn. Rồi thì tại sao tụi em có thể lấy nhau được? Em có bầu. Em cứ vào em thăm anh thì em làm lành lại thì anh lại tình cảm lại, xong em về anh lại chia tay tiếp, xong em lại vào. Xong này em vào xong anh tình cảm lại với em thì em lại về. Xong cứ một năm vậy á. Sau một thời gian dài mẹ em ngăn cản á thì cũng không làm thay đổi được em. Thì mẹ em cũng buông xuôi rồi, mẹ em không phản đối nữa. Thì mẹ em nói là thôi chờ khi nào Huyền học xong thì mới tiến tới là hai đứa lấy nhau. Nhưng mà trong quá trình đấy thì vợ em thì học chưa xong, nhưng mà lúc đấy em về thăm vợ em thì vợ em có bầu. Cái như cái bầu mấy tháng rồi về đám cưới? 6 tháng. Nếu mà có bầu vậy sao không cưới liền mà để 6 tháng mới cưới? Vợ em có bầu thì lúc đấy em đang công tác ở Nha Trang. Thì sau 2 tháng thì em về nhà thì chọn ngày rồi, nhưng mà phải qua thêm 2 tháng nữa mới cưới được. Là lúc đấy thì vợ em có bầu bầu lên 6 tháng rồi. Rồi, như vậy tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Suôn sẻ rồi, sau coi như là bao nhiêu là những cái gian truân ha. Đi xa rồi, đi tàu xe rồi. Rồi thăm nhau. Thăm nhau mà thăm đến lần thứ mấy rồi bắt đầu mới thành công đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tụi em là đã cưới nhau được bao lâu rồi? Cưới nhau là tụi em vừa kỷ niệm ngày cưới 2 năm. Em bé thì ở nhà với ông bà nội. Dạ. Tức là ở Gia Lai à? Dạ. Ồ vậy hả? Dạ, hai vợ chồng em vô đây đi làm. Bao lâu mới thầm bé? Dạ, một tháng, có khi thì một tháng, có khi 2 tháng em về. Dạ, do em làm kế toán nên cũng khó nghỉ. Vậy thì giờ 2 năm ở chung với nhau, tật xấu của anh ấy có lòi ra không? Ý tật xấu nhưng mà em chỉ ghét nhất cái tật là cứ ngoáy mũi xong bôi lên người em gớm. Đấy nữa hả? Đó. Sao nhiều người đàn ông có cái bệnh này ghê ha? Gớm kinh khủng luôn. Nhiều lúc em đang ăn xong rồi nằm vòng ấy, anh bôi em mắc ói luôn á. Ói luôn hả? Em mà ghét cái gì là cứ càng làm vậy á. Cố tình em, em đi làm về nấu ăn mệt ơi mệt thì thay đồ rồi tắm rửa rồi em nấu ăn xong ăn đi, cứ đi theo ôm rồi ba thương mày lắm nha rồi ôm rồi đi qua đi lại chọc cái gì không. Nên em cũng nhiều lúc cũng bực mình. Giỡn nhây đó đúng không? Cứ giỡn nhây mà lầy nữa đúng không? Thôi đó hả?
có giúp vợ trong công việc nhà không? Dạ có, chồng em giúp hết. Giặt đồ rồi, quét nhà, lau nhà, rửa chén, đồ chồng em nấu ăn rồi. Vậy hả? Rồi bây giờ hỏi lại nè. Bên ấy tật xấu gì? Vợ em thì nấu ăn không ăn được ngon. Em thấy em nấu ăn cũng ngon á. Thì em bày vợ em thì vợ em không có làm theo em. Mà cứ đi lên trên mạng coi mấy cái bài trên mạng xong rồi về làm theo, rồi bắt em ăn. Cái đấy là bật giờ đúng không? Cái đấy là một cái cực hình. Dạ bây giờ em cực hình đó, cực hình đúng không? Rồi gì nữa cực? Nấu ăn thì hậu đậu lắm. Vỡ cái này, vỡ cái kia, đổ cái nọ thì thường xuyên xảy ra. Ví dụ đang chiên đồ thì cái chảo dầu đang nóng. Thì em bảo là đổ dầu ra ngoài để lấy cái chảo để chiên cái khác. Thì là lấy cái chén nhựa mỏng rồi đổ dầu vô cho nó quéo cái chén lại. Em nhìn em chỉ biết em đúng em nhìn luôn, em không đứng hình luôn. Đứng cái không có hậu đậu. Rồi có ghen không? Ghen cực kỳ ghen luôn. Thì em đi làm thì hay tiếp xúc với đồng nghiệp, nhiều đồng nghiệp nam có nữ có thì hỏi thăm nhau vậy. Thì vợ em về là ngày nào cũng kiểm tra điện thoại hết, thấy mà cô nào mà nhắn tin làm gì đây để vô coi cái đã. Vợ em thì thích coi phim Việt Nam cũng coi, phim Thái Lan cũng coi ngồi khóc. Những cái bộ phim mà chồng mà đi ngoại tình này kia nọ khác thì lúc đấy thì lại thấy em thì em gọi là gì đó. Liên tưởng. Dạ, liên theo đó. Cái bệnh liên tưởng, cứ mơ toàn thấy mơ em đi ngoại tình. Sao sáng dậy chửi em. Thôi nó cũng lầy lắm á. Anh đen ngay từ đầu, em dặn ngay từ đầu chứ không để lỡ có chuyện gì mình khổ nhất mà. Nhân đây thì Tân muốn vợ mình thay đổi điều gì? Mong muốn thì là những cái tật của vợ em như là hay ghen hoặc là hậu đậu thì bớt hậu đậu lại chút đi. Hay ghen với càm ràm. Bớt giận đậu lại chút. Sao bớt được? Con chồng chu đáo quá mà. Rồi giờ tới em đó, em mong muốn Tân thay đổi điều gì? Rồi em cảm thấy là chồng mình hiện tại rất là thương vợ thương con. Nhưng mà em muốn hơn nữa. Với lại là bỏ cái tật máy mũi đi, gớm quá. Được không em? Em thấy cái mong muốn của vợ em có đáp ứng nổi không? Nó quen rồi chị. Với lại cái đấy cái sở thích của em nữa. Dạ. Cái vụ mà chú vui là sở thích đó, đúng không? Dạ. Chú vui sở thích đó. Rồi. Hai bạn bây giờ đã là quá hạnh phúc với nhau như vậy rồi thì chỉ mong rằng là có một cái nhà ha. Để hai vợ chồng sống yên vui trong ngôi nhà hạnh phúc. Dạ, nha. Xin cảm ơn em. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với câu chuyện của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai bạn. Chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Em là Nguyễn Quang Thành, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tư vấn và đầu tư chứng khoán. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Bình An, em đến từ Hà Nội. Em là chuyên gia tâm lý trong vai trò hỗ trợ về phương pháp nuôi dạy con và đồng hành cùng các chị em phụ nữ về kết nối mối quan hệ tích cực trong gia đình ạ. Như là hai bạn là từ Hà Nội bay vào đây hay là đã ở đây rồi? Dạ, tụi em từ Hà Nội bay vào trong này ạ. Bây giờ anh muốn hỏi nha, các em đã xem chương trình Vợ Chồng Son này từ khi nào? Hồi em xem nhiều lắm, hồi em mới kết hôn xong ấy. Những năm 2016-17 là em xem thường xuyên. Em xem mà em cảm giác em nghiện luôn á. Và em đã đăng ký qua email. Thế sau đó là được phỏng vấn. Thế nhưng mà sau đó thì chúng em bận ấy, thế nên là chưa có tham gia được. Và em nói với chồng em là nhất định là phải tham gia Vợ Chồng Son, bởi vì em rất là yêu quý chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là cái ý nghĩa nhân văn từ chương trình ạ. Xin cảm ơn em, đúng là một chuyên gia. Lúc đấy thì mới gọi là Vợ Chồng Son đấy ạ, chứ bây giờ là có cháu rồi ạ. À, cái lúc đó mới là Vợ Chồng Son đúng không? Không, cái son ở đây là hai bạn, cho dù có ở với nhau bao năm đi chăng nữa thì cái tình cảm nó vẫn son sắc như vậy, vẫn dạt dào như thế. Bây giờ chắc có thể là kể cho anh nghe đi, cái lần đầu tiên các bạn gặp nhau là như thế nào, có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên gặp nhau là bọn em dự một cái hội thảo. Cách đây bao nhiêu lâu rồi cưng? Hơn 10 năm rồi ạ. Năm 2012. Vẫn là sinh viên à? Vâng, là sinh viên ạ. Có đi một cái hội thảo xong rồi người ta chiếu một bộ phim ấy, xem người cười ấy. Rồi nhưng mà em thấy bạn này toàn cười mỉm. Em nghĩ là cười duyên nên là em rất là thích. Có nghĩa là ấn tượng với một cái nụ cười không hở răng. Đúng rồi. Cười mỉm đó. Cười duyên. Thực ra thì hồi đó răng của em nó bị xấu. Khi còn nhỏ tầm em học cấp 2 ạ, em bị tai nạn và nó bị mẻ một cái răng. Thế và cái hàm trên của em thì nó cũng rất là xấu. Em ngại vì cái hàm răng của mình nên là em cười mỉm. Và anh chồng em thì rất nhiều anh khác cũng nhầm là em cười duyên và dịu dàng ạ. Vậy là em phải cảm ơn cái răng mẻ đó. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp Hành đó thì là có ấn tượng gì về bạn này không? Không có ấn tượng gì cả. Em đi cùng một bạn cùng phòng trọ, bạn ấy quen chồng em thôi.
Chắc là sau cái bữa đó là anh này về tìm đủ mọi cách để mà tiếp cận em và rủ em đi cà phê hay là ăn uống gì đó đúng không? Chưa đâu ạ. Không, không phải đâu ạ. Nửa năm hay một năm sau thì mới được gặp nhau một lần nữa. Wow. Trong dịp nào? Trong dịp tức là em quản lý một cái nhóm tờ rơi quảng cáo. Bạn này có trong nhóm đấy. Nhưng mà lúc đó em có nhận ra bạn này không? Có nhận ra đấy ạ. Em có khả năng nhớ về gương mặt và tên rất lâu ạ. Cả bạn này bạn ấy lâu trả tiền lương cho em ấy nên em rất nhớ cái người nào mà nợ tiền của em. Bên khách hàng người ta thanh toán cho mình chậm ấy. Rồi em có nghi ngờ ông vượt tiền mình không? À, em thì em không nghi ngờ gì nhưng em thì em thấy cần tiền nên em đòi thôi ạ. Thế là em quyết định sao? Em mới tới tận nơi em đòi sờ tận tay dây tận chán luôn. Có ạ, em sang tận nơi. Thế sau đấy thì em được mời ăn cơm đấy và chồng em nấu bữa cơm cho em ăn. Em bảo là nếu mà đi học xong mới qua nhà anh lấy tiền ấy thì cứ không ngại thì ở lại ăn cơm được. Ừ. Thì anh chuẩn bị cơm nước cho. Thật ra là em đã thích thích cô này rồi đúng không? Và cũng chung là cũng thấy là có cái đặc biệt thì cứ thử tiến tới xem thế nào. Ồ, trong lúc đó thì là cái tình trạng của em là như thế nào? Có cô gái nào chưa? Chưa, lúc đó chưa có cô gái chôn nào. Thế còn em thì sao? Em có người yêu chưa? Đấy, em đang có người yêu rồi. Thế mà vẫn ăn cơm anh nấu. Thế hôm anh nấu món gì đấy? À, đậu xào thịt bò. Ồ. Rau muống luộc. Là chỉ có hai đứa ngồi ăn thôi. À, còn bạn cùng phòng của em nữa. Bạn trai cùng phòng của em nữa. Món gì nữa? Món gì nữa nào? À, trứng rán nữa thì phải. Ba món. Thời điểm đó đấy, giàu đấy. Giàu đấy chứ không đơn giản đâu. Sinh viên mà ăn ba món mà là thịt bò mà xào đậu này, trứng rán này. Trứng rán có đúc thịt không? Không, trứng rán không đúc thịt. Thế à? Rồi, anh rau muống luộc là hơi bị kinh đấy. Có cà pháo không? Thế anh nấu ngon không? Rất ngon ạ. Chắc hôm ấy gục vì bữa cơm gì đúng không? Cũng chút chút ạ. Tại vì đàn ông mà nấu cơm mà lại nấu ngon vừa mồm thì dễ, các cô dễ gục lắm. Đó. Mình lấy cột mốc từ bữa cơm đó cho đến lúc các bạn chính thức là quen nhau thì là mất bao lâu? Thì hôm đấy xong thì bạn về thì em trước khi về em mới bông đùa, em bảo là em nếu mà trong cuộc sống gặp khó khăn gì hay cần gì thì cứ bảo anh sẽ giúp. Thả luôn đó. Thả thính luôn. Ôi. Rồi xong sau đó, đó em nghe câu nói đó em như nào? Em ghim, em nhớ. Em nghĩ là chắc là có khả năng giải quyết vấn đề nhiều. Thì máy tính của em có lần em bị trục trặc bởi vì em không biết cài Word ở trên máy tính á. Thì em gọi cho anh này. Thế anh sang và anh làm rất là tốt. Sau đấy một phát ấn tượng nữa này, nấu ăn ngon này, sửa máy tính tốt. Sửa máy tính nữa là chắc chắn là sẽ để lại một ấn tượng trong em, đúng không? Nhưng mà thật ra nó đang khó chỗ là lúc đó là em đang có bạn trai rồi. Nhưng mà thời đấy thì em nghĩ là em là một người khá là lý trí trong tình yêu. À, thời điểm đó thì cũng có nhiều người tìm hiểu và trò chuyện theo kiểu yêu thương em ấy. Thế nhưng mà vì em cũng sinh ra khá là khó khăn vất vả cho nên em nghĩ là hôn nhân là một cái điều gì đó quan trọng. Vì thế mà em muốn tìm hiểu nhiều kiểu người khác nhau để xem là như thế nào là phù hợp nhất với mình. À, thật nên ra là không phải là có người yêu. Dạ. Mà là có nhiều người theo đuổi mình. Dạ. Và trong số đó mình lại đang có cảm tình với người đàn ông này. Dạ. Wow. Lúc đó là em có cảm tình với một anh khác, một anh sinh năm 81 cơ ạ. Và thế nhưng mà lúc đấy Đà là đã cười tươi chưa hay vẫn cười mỉm? Vẫn cười mỉm ạ. Là sau này mới bắt đầu cười tươi đúng không? Răng vẫn chưa sửa. Răng vẫn mẻ. Nhưng mà anh phát hiện ra chưa? Lúc ăn cơm là phát hiện rồi đúng không? Có một lần là em kể chuyện gì cười lắm, buồn cười lắm nên là cười to nó không che được. Thì em biết. Là em phát hiện ra đúng không? Răng lên xuống rất ngủ. Thế em có thấy ảnh hưởng gì trong cái tình cảm mình đã chót trao cho cô ấy không? Em chỉ buồn cười thôi. Thì đến bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là người yêu của nhau? Khoảng 9 tháng đến 12 tháng ấy. Chồng em là người chủ động trong chuyện là kết nối với em hơn. Có thể coi đấy là tỏ tình khi một lần mà em đi chơi ở Hồ thì chồng em có kiểu hôn ấy. Nhưng mà với chồng em thì có lẽ đấy là nụ hôn đầu tiên, nó rất là gượng gạo. Nhưng mà nó lại để lại nhiều những cái dấu ấn và cảm xúc với em. Lúc đó là em đã có thể xác định được anh nào là cái người mà phù hợp với mình hơn chưa? Cũng vẫn còn phân vân đấy chị ạ. Trời ơi. Phân vân lâu thế. Tại vì hồi đấy thì chồng em đang tiếp tục học để hoàn tất học đại học. Mà em thấy là hơi ham chơi game, trông kiểu hơi trẻ trâu ấy. Mà em thì kiểu làm nụng sớm nên là em già dặn trước tuổi ấy. Thế nhưng mà đến cái điểm nào mà em quyết định là chọn anh ấy là người yêu của mình? Em nghĩ là đến cái thời điểm mà anh ấy đưa em về nhà trong gia đình của anh ấy thì anh ấy có giới thiệu bố mẹ của anh ấy với em. Thế nhưng lúc đó em có biết là bạn này có một anh chàng 1981 không?
Bắt đầu thì có nghĩ đến, nhưng mà sau đấy thì gần như là tin là có một anh nào đấy đang cạnh tranh với mình. Em phải biết chứ, em phải linh cảm chứ. Linh cảm được, bởi vì em nhớ có những lần rất là lạ. Tức là ví dụ đang nói chuyện với nhau rất là bình thường, xong quay ra dỗi xong bảo là đừng có bao giờ gọi, đừng có liên lạc với em nữa. Sau tầm 2-3 ngày sau thì lại bảo là em hết giận rồi. Thì đấy, lại đang confused đấy. Không, tức là lại thấy sự thất vọng gì với anh 81. Tức là cái lúc mà bảo mình đừng liên lạc là lúc đấy đang đi chơi với anh 81. Thì đấy, thế mà đang thế, sau đấy 1-2 ngày thì bắt đầu là có một cái gì đó không vừa lòng với anh 1981, thế là chuyển hẹn bảo em hết dỗi rồi. Không, chắc là hôm đấy anh 81 đến nhà chơi. Cho nên là bảo mình đừng có sang nữa. Nhưng mà là lúc đó là em hoàn toàn không biết là em có một nhân vật cạnh tranh với mình. Em linh cảm là có. Linh cảm thôi. Thậm chí nó có cả 2-3 người. Rồi đến khi nào thì em mới biết coi như là thực tế là có một người cạnh tranh với mình luôn. Thì lâu lâu thấy đang ngồi đồ chơi với nhau, xong nghe điện thoại đi ra ngoài. Em có truy không? Em có truy không? Em biết là thực ra phụ nữ thì có người ta phải chọn lọc kỹ. Cho nên người ta có cái quyền được lựa chọn cái đối tượng để tạo hạnh phúc cho người ta ấy. Mà em lúc đó chỉ mỗi đối tượng này thôi. Vâng, em cũng kệ, em bảo là nói chung là cứ để xem ai thắng. Mà bây giờ tới cái chỗ mà đưa cổ về gia đình á, thì tại sao đưa về gia đình bên ảnh mà em lại thấy là chốt hạ luôn, là chốt hạ luôn đấy luôn. Dạ. Tại sao, lý do? Không, rất là khó diễn đạt, nhưng mà lúc mà em gặp bố mẹ chồng em bây giờ ấy, thì em cảm nhận được yêu thương và có một cái sự ấm áp. Ba mẹ chồng em nói chuyện thì nói chuyện bình thường thôi, chứ không phải kiểu khéo léo hay gì đâu. Ông bà là giáo viên. Thế nhưng mà ông bà rất là nhẹ nhàng và kiểu quan tâm ấy. Thì cái cảm nhận đó đến tận bây giờ em vẫn thấy đúng. Ông bà rất là thương em. Như vậy là các bạn chốt hạ từ cái hôm mà đến thăm gia đình bên đây. Hồi như bên kia là coi như là hủy luôn. Có hủy luôn không? Cũng vẫn chưa hủy luôn đâu ạ. Dù là em không thoải mái lắm, nhưng mà em vẫn suy nghĩ. Thế là có một lần anh 81 anh đến nhà chơi. Thì tại vì em vẫn đang phân vân giữa hai đối tượng nên em vẫn để kiểu chăm sóc, dành thời gian cho cả hai. Thế là em đang ở nhà anh này, em mới chạy về phòng trọ. Thế không hiểu sao anh này anh linh cảm được là có ai đấy đến. Thế là anh đi phi xe máy, anh đến phòng trọ của em. Sau đấy là hai bên gặp nhau. Vâng. Rồi sao? Đâu để nghe. Cứ nói chuyện nhau bình thường thôi. Em nói chuyện bình thường luôn. Vâng. Hay vậy? Vâng. Trong câu chuyện là nói về nội dung gì? Cứ hỏi anh làm nghề gì, rồi anh đến lâu đưa anh ăn gì không? Thế thôi. Nhưng mà em là người chủ động hỏi. Vâng. Anh kia. Anh kia cũng hỏi em. Vâng. Và nhưng mà cuối cùng thì ai là người ra đi? Có nghĩa là chắc chắn ai biết trước là, ý là cuối cùng ai biết chắc trước? Chắn là cô này là chọn em rồi đó, nhưng mà sau cái buổi đó, có nghĩa là sau cái buổi đó gặp nhau đó thì ai là người đi về trước? Đúng rồi. Thế thì anh kia đi về trước đó. Đấy, ngay ông thế, không, tại vì cái này là nó là khách quan thôi. Tại vì em là lúc đấy em là em đi làm một cái nghề là xin thẻ điện thoại ấy. Đấy, còn anh ấy là làm nghề xây dựng. Thế thì anh ấy là kiểu đang có công trình Hà Nội ấy, là sếp gọi điện nhiều quá. em ngồi cạnh em nhìn thấy mà. Bỏ lỡ hạt cả chục cuộc điện thoại của sếp luôn. Thế sau là ông ấy không lì được, ông phải về. Không chần chờ được nữa. Không chần chờ được nữa. Rồi về sếp gọi và đi về là như thua. Thì em xong rồi em đưa cô này đi ăn, rồi đi mua quần áo, thì em biết là em đang chiếm ưu thế. Đúng rồi, em kèo trên rồi. Bây giờ lẹ luôn để mình qua tới cái vấn đề coi như yêu nhau. Có nghĩa là kể từ bữa đó là coi như là chốt hạ luôn là anh này. Dạ vâng, đúng rồi. Chứ đừng có nói còn nữa nha. Còn chút nữa thôi ạ. À. Nhưng mà về cơ bản thì có lẽ là 90% lúc đấy đó thì em cũng chọn. Rồi coi em. Như là chọn anh này đi. Vâng. Rồi bây giờ là các bạn yêu nhau bao lâu thì mới là đám cưới? Bọn em yêu nhau 4 năm thì mới làm đám cưới. Và 4 năm đó có bình yên không? Hay không. Là có những cái sóng gió gì nó xảy ra? Em cảm thấy em với chồng em như kiểu là đối thủ ân oán của nhau ấy. Tại vì là bọn em cũng ngọt ngào hạnh phúc được một khoảng thời gian sau khi là quyết định chốt hạ. Thì bọn em cãi nhau rất nhiều. Cãi về nhau. Vấn đề gì? Tất cả mọi thứ đều khiến bọn em cãi nhau. Ăn gì cũng khiến cãi nhau. Rồi đi chơi ở đâu cũng khiến cãi nhau. Rồi mua cái đồ gì cũng khiến cãi nhau. Và vậy là khắc khẩu đấy. Khắc khẩu đó. Cãi nhau rồi có choảng nhau cái, không? Cái tầm năm thứ 3 ấy thì là
Cũng có. Cũng lên ý định là cưới nhau rồi. Nhưng mà đợt đấy là em cũng hơi tham việc mà em cũng kiểu em không quá để tâm vào cái việc đấy ấy. Dẫn đến là vợ em nghĩ là em không muốn cưới và đòi chia tay. Thì bẵng đến khoảng nửa năm đến một năm sau thì em có gặp em xin lỗi vì anh chưa trưởng thành nhé. Nhưng mà anh vẫn tin là mình sẽ, nếu mà còn yêu nhau thì sẽ lấy được mình sẽ đến được với nhau. Đấy thì lần lấy lại là cưới thật. Tức là yêu nhau say đắm đến 3 năm rưỡi thì bắt đầu xung đột. Đấy, xung đột rồi chia tay nhau khoảng 5-6 tháng. Vâng. Nên xong anh ấy quay lại quyết định là cưới, là cưới luôn đấy. Là cưới luôn. Đúng không? Như vậy là cưới nhau, yêu nhau 4 năm thì cưới, nay là được mấy năm rồi? Bạn em cưới nhau được gần 7 năm rồi ạ. Tháng 10 này là tròn 7 năm. Nên là 11 năm. 14. Tính từ lúc yêu. Đúng rồi ạ. Cưới. Thế mấy cháu rồi em? Một cháu, mấy tuổi? Cháu 3 tuổi. Thế vẫn còn son nhỉ. Lấy nhau 7 năm rồi xong rồi lại còn cữ đến 4 năm sau rồi mới có con ấy. Ủa nhưng mà sao lại tới 4 năm sau? Bạn em chỉ kế hoạch 1 năm vì lúc đấy em đang học cao học. Thế nhưng mà sau đấy thì thả ra nhưng mà nó hơi khó có con ấy. Thì vừa chuyển sang cái nhà mới hai vợ chồng em mua thì có em bé đó. Bạn em rất là bất ngờ về sự có mặt của bạn ấy. Thật ra nhiều khi là hợp phong thủy đấy em. Dạ. Có thể nói là cái nhà trước các em lại không hợp. Hợp một chút gì đó trong cái việc gọi là con cái. Mà về nhà mới thì anh tin những cái đó. Dạ. Dạ. Rồi chắc mình hỏi luôn. Thế về ở với nhau trong như thế là son với nhau được những 3 năm. Dạ. Nhờ, 3 năm. Thế có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Yêu nhau là 4 năm rồi nhá, ở với nhau 3 năm. Thế rồi có một cái tật nhỏ là vợ em hay quên. Ví dụ hôm nào mà kiểu đi về muộn hoặc là không ăn cơm ấy thì lại không báo cho mẹ em biết mẹ em không nấu cơm. Thế bà không biết là thì bà vẫn nấu ấy. Sau bà trách là không ăn cơm mà không bảo ấy. Và một lý do nữa tức là mẹ em lại rất ít khi dùng điện thoại. Đấy. Sao? Mẹ em rất ít khi dùng điện thoại. Đấy cho nên bà cứ hay đi làm vườn ở dưới đồng ấy, xong bà để điện thoại ở nhà mà không biết. Đấy là cũng bà lại cũng không, lúc đấy bà cũng chưa biết đọc tin nhắn luôn cơ. Nên là ví dụ vừa em bảo là nhắn tin bảo là em con không ăn cơm nhà thì cũng không đọc được ấy. Nên là cũng có mâu thuẫn ở chuyện đấy. Tức là tụi em ở với bố mẹ chồng. Đúng ạ. Chúng em sống chung với ông bà đúng tròn 3 năm. Thì chuyển ra ở riêng. Chuyển ra ở riêng thì mới thoải mái, mới có con được. Không bị áp lực đấy. Không phải là phong thủy đâu em. Tại vì khi mà con cái là cũng vấn đề tâm lý, nó cực kỳ quan trọng. Cứ phải thoải mái, nhiều khi xanh sang thì đánh đùng phát là có. Đấy. Thế rồi trong cái khoảng thời gian mà sau khi cưới á, cưới á thì là ngoài cái việc gọi là các em khó có con thì còn có những cái biến cố nào nó đến với hai vợ chồng hay không? Em nghĩ là bọn em cái chuyện mà mâu thuẫn rồi hay cãi nhau rồi thậm chí là em cảm thấy kiểu không thể kết nối được với chồng em thì nó là một cái chuyện lúc đầu. Nhưng mà đến năm 2020 thì cũng có một cái biến cố nó diễn ra. Lúc đó là em sinh em bé được khoảng tầm 6-7 tháng. Thì anh xã của em là bị ốm. Và ốm đó là ốm về tinh thần ấy ạ. Tức là anh xã em bị một cái chứng rối loạn về hệ thần kinh ấy. Và lúc đó thì anh bị sa sút rất nhiều. Tức là từ một người đàn ông mà vô cùng thông minh, yêu vợ thương con, chăm sóc gia đình tốt, thì lúc đó anh khủng hoảng và anh bị kiểu như là chán nản á. Và anh xã em đã phải vào trong bệnh viện để các bác sĩ hỗ trợ, cũng như là em cũng là người làm về tâm lý cho nên là em cũng có những cái sự hỗ trợ tích cực về mặt tâm lý cho anh. Thì em nghĩ là cái biến cố đó nó rất là quan trọng với vợ chồng em. Bởi vì trước đó thì em đòi hỏi ở chồng em rất nhiều. Chồng em là người mà chịu khó kiếm tiền này, rồi có trách nhiệm về gia đình này, chăm sóc con nhỏ rất là chu đáo. Nhưng mà em chưa bao giờ em cảm thấy đủ. Lúc nào em cũng thấy là chồng em không tâm lý, rồi chồng em không chiều chuộng vợ, rồi không kiểu không tinh tế, không ngọt ngào các thứ. Và lúc nào em cũng như kiểu tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn từ phía của chồng em. Nhưng mà chính khi xảy ra cái biến cố đấy xong thì khi mà em về nhà, lúc mà chồng em ở viện á, em về nhà em gấp cái tủ quần áo, thì lúc đó trong em chỉ nghĩ một cái chi tiết nó chạy thoáng qua thôi, là có những người phụ nữ vào giây phút họ xem lại tủ quần áo thì chồng họ đã không còn trong cuộc đời này. Ví dụ như cái biến cố đó nó là tai nạn thì sao. Nhưng mà mình vẫn còn rất là may mắn là chồng mình đang ở trong viện và anh ấy sẽ quay trở về nhà.
Nhưng mà em cũng nghĩ là do những cái đòi hỏi quá cao đó mà nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề rối loạn tâm lý. Em có nghĩ nó là một phần, nhưng mà thực ra thì trước đó hồi sinh viên thì anh xã em đã một lần như vậy rồi, tức là anh xã em là một người mà sẽ khó khăn khi mà vào những giai đoạn nhiều cái thứ áp lực nó dồn lên. Thì thời điểm đó thì mới cả anh xã em là người mà kiểu trước đây á là anh xã em tự áp lực về bản thân mình, tức là coi trọng cái việc làm kinh tế này, coi trọng cái việc có tài chính cho chính bản thân mình và gia đình. Anh ấy hướng đến cái sự thành công trong một cái nhanh chóng á. Em vừa nhắc tới cái chữ tài chính á. Dạ. Thì cái năm đó là một cái năm mà chúng ta bắt đầu ảnh hưởng vì dịch. Đúng rồi ạ. Cho nên một phần con còn quá nhỏ. Đúng ạ. Rồi chắc chắn công việc em cũng bị ảnh hưởng, và chồng em lại làm bên cái phần mà về tài chính nữa. Cho nên có là rất là khó khăn, cho nên áp lực nó càng nặng nề hơn. Đúng ạ. Cho nên là anh nghĩ là ảnh hưởng đến chuyện tâm lý là chuyện rất bình thường. Dạ. Với cả nó cũng có một chút cái đảo lộn đấy, là bình thường thì anh xã em làm việc xong thì bọn em sẽ cùng ngủ. Nhưng mà lúc có con nhỏ thì vì chồng em cũng rất là thương vợ ấy, chồng em sẽ thức đêm để hút sữa cho vợ rồi bế con rồi thay bỉm các thứ. Thế là vì chồng em thì khó ngủ hơn em, thế nên là vì là thức đêm để cho con uống sữa rồi hút sữa cho vợ rồi thay bỉm các thứ cho con, thì kiểu như cái đêm hôm mà nó cứ thức xong lại ngủ thì với chồng em là khó. Em thì cái chuyện đấy thì rất thoải mái, em dễ ngủ. Nhưng mà với chồng em thì thức là chồng em thức luôn. Thức luôn thì anh xã em lại nghiên cứu thêm về cái hồi đấy anh làm về cái gì nhỉ? Mà có cái hàng hóa nhỉ? À hồi đấy nghiên cứu về cái giao dịch hàng hóa phái sinh. Đó, ở bên Mỹ thì cái giờ nó ngược với mình mà. Thế là chồng em lại vừa tập trung chăm sóc cho con, cho vợ và cả nghiên cứu về làm ăn. Thì lúc đó lại là cái thời điểm mà em kém nhạy cảm nhất về nghề nghiệp. Em không biết được là chồng em đang cảm thấy mệt mỏi và khó khăn. Thì cái sự đòi hỏi của em nó lại tăng cao hơn. Và cứ cái gì mà chồng em làm chậm chậm là em quát lên. Và cứ như thế để trở thành một cái sự áp lực. Đúng rồi. Nặng hề nề lên chồng em. Đúng ạ, chính xác. Mà thôi bây giờ thì là mọi thứ là bình thường, nó ổn hết chứ. Rất là bình thường ạ. Cũng trộm vía là anh xã em cũng chỉ khoảng tầm 3-4 tháng thôi. Thì bác sĩ ở trong viện 103 đấy cũng là một người bạn hỗ trợ em trong nghề nữa. Thì cũng nói với em rằng là chồng em rất là hợp với cái thuốc điều trị, cũng như là vì em làm về tâm lý cho nên là khi em hiểu về bệnh thì cái cách tương tác, sự thấu hiểu của em với chồng em nó lại trở về một cái sự cân bằng. Rồi, chúc mừng. Rất là may mắn. Thế còn có nghĩa là bây giờ là vợ là chỉ có một cái là hay quên thôi. Thế có còn cái gì nữa không? Hay là qua cái thời gian mình bệnh xong rồi vợ mình thay đổi hoàn toàn cho nên không còn cái gì xấu nữa? Có một cái bệnh nhưng là nó kiểu hơi bị nhây. Đùa nhây hay là cũng nói nhây, nói dài. Ví dụ có mỗi một chuyện thôi nhưng mà nói có thể là mất 15 phút xong. Và trong khi em đã nói là em biết rồi, em hiểu rồi. Em chỉ cần yêu cầu nói 5 phút là em hiểu rồi, mà nó cứ 15 phút nó nói. Tại vì cô ấy là chuyên gia tâm lý mà. Mà diễn giả được. Nhưng mà em biết mỗi lần em nói như vậy là chồng em khó chịu không? Em mà hiểu. Em cố tình em nói đúng không? Vâng. Còn những khi em cũng phải tạo ra sự khủng hoảng để cho thay đổi ạ. Nhưng mà mỗi lần anh ấy mà khó chịu thì anh ấy thể hiện như thế nào? À, chồng em mà khó chịu thì chồng em im lặng. Xong rồi làm việc riêng ạ? Tức là tỏ ra không lắng nghe. Rồi nói hoài rồi mai mốt nó nhập viện nữa. À không đâu. Tức là có hay nhõng nhẽo mà kiểu như là hay đùa theo kiểu mà véo rồi. Đấy có. Thường xuyên. Đấy tôi nhìn là tôi nghĩ ngay rồi. Thường xuyên luôn. Ừ. Đâu là ví dụ ấy. Thường xuyên luôn. Là làm gì, những hành động gì? Véo này. Có những bà vợ là véo này. Như là véo. Cái cấu này. Không, nhưng mà nhũ này. Đó, nhắc nhũ. Hôm nay họ đây thì bắt đây rồi. Không ăn nhũ. Có bầm không? Cũng không bầm, nhưng mà nó cứ nhói nhói hay gì. Rất là khó chịu. Thế em có thích cái đấy không? Không, ít ít thì thích còn nhiều. Vừa phải phải thì thích đúng không? Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì nói chung là vợ em như thế này em vẫn chấp nhận được. Cũng không, cũng chưa cần là thay đổi gì. Cứ như thế không cần thay đổi. À với cả là đợt này vợ là đợt này thấy cũng hơi ham công việc nhiều, hay là mong là bớt lại.
mà bớt lại thì để dành thời gian tập thể dục cho nó khỏe. Đấy, cái đấy là cái cần thiết nhất. Nếu mà có thời gian nữa thì chơi với con ở nhà với chồng. Đấy. Nhiều hôm là đi về muộn lắm, toàn thứ 8, 9 giờ tối mới về. Ôi, 9 giờ tối mà nó đã cho là muộn rồi em ạ. Thế thì chúng mình có lỗi với chồng với vợ chúng mình quá cơ. Khi em về tới nhà là gà gáy luôn đấy chị ạ. Chị mà còn thế mà huống hồ thằng nó là con trai. Em 3-4 giờ sáng thì 3-4 giờ sáng đấy, có hôm cứ quay là đến khi 1 giờ 2 giờ mới về đấy. Hai chị em mình có lỗi với chồng mình quá cơ. Đều biết không? Về xong là 6 giờ sáng. Đấy. Chị quay cho nó đó mà nó dìm chị với chị Hồng Đào đến 6 giờ sáng. 6 giờ sáng em ạ. Ừ. Cứ làm việc từ 6 giờ sáng hôm nay mà tới 6 giờ sáng ngày mai nó mới cho về. 2-3 tiếng. Đấy. Lỗi tại nhà sản xuất đó em. Nhà hoàng và anh một. Nó sản xuất luôn á. Đâu có đâu. Rồi, bây giờ không có nghĩa là chỉ cần dành thời gian cho gia đình hơn. Bớt công việc lại. Đúng không? Dành thời gian cho chồng, cho con nhiều hơn. Nha, yeah, được không? Đừng có nghĩ là cái não mình nó không bị accident giống như chồng mình nha. Dạ. Làm nhiều việc, nhiều áp lực quá là mệt mỏi lắm. Rồi, bây giờ tới em đó. Hồi nãy giờ là nghe em khen về ông bố bỉm sữa này rất là nhiều. Đó, nhưng mà anh, đây là cái phút giây mà chúng ta nói về những cái tật xấu của đối phương đó. Thì bây giờ tới em đó. Thực ra thì trước đây thì em mong muốn là chồng em sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng mà như hiện tại thì em cũng giống như anh ấy, tức là em không cần anh ấy phải thay đổi gì cả. Cứ nguyên vẹn như thế này, khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ thoải mái và có được cái sự đồng hành cùng với em là được rồi. Còn lại thì em nghĩ là mọi thứ trong cái hành trình cuộc đời á, nó là nhân duyên và em nghĩ là bản thân mình là cái người thay đổi thì cái người chồng của mình á sẽ được ảnh hưởng theo. Và thực tế thì em thấy là trong nhà em ấy thì cứ em mà suôn sẻ thì chồng em cũng rất là nhịp nhàng, không vấn đề gì cả. Thực ra là chị thấy á, em là cái người đàn ông của gọi là của gia đình. Khi mà em đã xác định em lấy vợ rồi á, em tự đặt em vào cái vai trò là bắt buộc mình phải là trụ cột của gia đình, phải bao quát về mọi thứ. Nhưng mà em phải nhớ là bên cạnh em là có một con ngựa chiến tuyệt vời. Cho nên rằng em đừng lo, em cứ an tâm là trong gia đình á, cứ 50-50 cho chị. Vâng. Cứ 50-50 cho chị. Thì như thế có nghĩa là hai đứa đều giữ được cái đầu óc, đỡ cái phần áp lực trong công việc, đúng không? Dạ. Rồi 50% kia để dành cho nhau. Đó, vì là hai đứa tụi em là song kiếm hợp bích đó, thì gia đình tụi em không bao giờ có cái chuyện mà không thành công, không bao giờ có cái chuyện là không no đủ. Nên cứ yên tâm vấn đề đó. Để cho đó thư giãn thoải mái. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Cảm ơn các em. Cảm ơn anh chị ạ. Đấy.